Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Tổng Hợp của mình. Thì ở video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mạch sử dụng một nút ấn để bật tắt một thiết bị, hay còn gọi là mạch on off sử dụng một nút ấn. Thì đây là cái sơ đồ nguyên lý. Bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng cho các bạn xem. Bật automat cộng nguồn cho mạch, ấn nút on off lần thứ nhất thì đèn sẽ sáng, ấn nút on off lần thứ hai thì đèn sẽ tắt. Thì cái mạch này mình đã cải tiến rồi nhá. Khi chúng ta ấn và giữ hoặc là có độ trễ của nút on off thì mạch sẽ không bị nhấp nháy nhé. Đó, các bạn quan sát này. Đó là sơ đồ nguyên lý. Thì trên sơ đồ nguyên lý mình đã ghi sẵn các số chân. Ở đây chúng ta sử dụng 3 con dơ le trung gian R1, R2, R3. Mình đã ghi sẵn các số chân trên tiếp điểm của dơ le. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi đấu nối trên thiết bị thực tế. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị một automat này, một nút ấn on off này, nút ấn không duy trì các bạn nhé, 3 dơ le trung gian và một cái đèn báo. Bây giờ chúng ta sẽ đi đấu nối. Thì chúng ta cứ theo sơ đồ nguyên lý chúng ta đấu nối thôi. Dây lửa sẽ đi từ dưới S này, đi vào tiếp điểm thường mở của nút ấn on. Đây, nút ấn on này. Đó, tiếp điểm bên này là tiếp điểm thường mở các bạn nhé. Từ tiếp điểm thường mở của nút ấn on sẽ đi vào chân 1 của R2 và R1. Chân 9 của R1 sẽ đi vào chân 1 và chân 6. 1 của R3 và 6 của R1. Xin lỗi các bạn, 9 của R2 trước. Một của R3, 6 của R1. Thì cái nguyên tắc đấu mạch là chúng ta cứ đấu từ trên xuống và từ trái sang phải các bạn nhé. 9 của R3 sẽ đấu với 10 của R1 và đấu với 13 của R1. Đó. 9 của R1 sẽ đấu 6 của R3 và 6 của R2. Mười của R3 và 10 của R2 sẽ đấu chung với nhau và đấu về 13 của R2. Tiếp theo, dây lửa sau S sẽ đi vào chân 3 của R2. Mười một của R2 đấu vào chân 7 của R1 và R3. Mười một của R1 và 11 của R3 đấu với nhau và đấu về chân 13 của R3.
Thì anh báo chúng ta sẽ đấu song song với quận hút của R3. Ba chân 14 đấu chung với nhau, đấu về trung tính. Đó. Như vậy là chúng ta đã đấu nối xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy mô phỏng. Thì các bạn sẽ quan sát cả trên sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế nhé. Bật automat lên này thì nó sẽ tác động luôn nhé, vì trên sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thực tế chúng ta đặt cùng địa chỉ nhau nhé. Ấn nút on up một lần thứ nhất này. Xin lỗi các bạn, cái chân 14 này của hai dơ lem mình chưa đấu. 14 sẽ đấu về trung tính. Đó. Bật automat lên này. Ấn on up lần thứ nhất này. Dơ lem trung gian R3 này có điện này. Đèn báo của nó sáng này. Đèn báo trạng thái sẽ sáng. Cái đèn báo này thì chúng ta nếu sử dụng trong thực tế, các bạn sử dụng cho tải lớn thì các bạn sẽ sử dụng tiếp điểm của R3 này để cấp nguồn cho cuộn hút công tắc tơ nhé, để sử dụng cho cái tải lớn như là máy bơm hoặc là quạt hoặc động cơ nào đó. Ấn on up lần thứ hai thì dơ le trung gian R3 mất điện, cuộn hút của nó mất điện, đèn báo tắt. Đó, mạch của chúng ta sẽ đảo trạng thái sau mỗi lần ấn nút on up. Thì khi mà các bạn ấn có độ trễ hoặc là ấn giữ như này thì mạch của chúng ta nó sẽ không bị nhấp nháy nhé. Thì cũng thời gian trước đây khá là lâu rồi, mình có chia sẻ cái mạch này nhưng mà mạch đấy nó đang bị lỗi. Khi chúng ta ấn hoặc giữ nút on up lâu quá, nó sẽ mạch của chúng ta nó sẽ bị nhấp nháy đảo trạng thái liên tục. Thì sau những cái lời góp ý của các bạn thì mình đã khắc phục được cái lỗi đấy. Và hôm nay mình chia sẻ cái mạch này cho các bạn tham khảo. Đó. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Các bạn xem video thấy hay và có ích thì nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì cái file mạch này cũng như file sơ đồ nguyên lý cũng và sơ đồ đấu nối thực tế này mình sẽ để trong phần mô tả của video. Bạn nào cần thì vào tải về để tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.